Kính thưa sư, hôm qua sư có trả lời câu hỏi cách giảm bớt thời gian đi địa ngục do phạm giới bằng cách bố thí cúng dường làm phước vân vân. Vậy liệu những ác nghiệp ấy có mất hẳn không, hay nó chỉ ngủ ngầm chờ khi đủ duyên ở đời sau kiếp khác nó sẽ trổ quả? Như Đức Phật mặc dù đã thành bậc chánh đẳng chánh giác nhưng Ngài vẫn phải trả quả ác nghiệp ở kiếp chót khi làm con người. Nó giống như một cái nắm muối gì đó. Khi mà mình nuốt liền cái nắm muối đó vào trong miệng thì mình nuốt không nổi. Nhưng mà mình pha nó ra đó một cái nồi nước đó, thì mình uống thì uống nó cũng sẽ hết. Cái thiện nghiệp đó, nó giúp cho ác nghiệp được làm loãng, chứ nó không có cái việc là nó không trổ quả. Nhưng nó giúp cho cái quả ác nghiệp đó, nó được làm loãng, nó được nhẹ đi. Nó giống như quý vị gieo trồng một cái khu vườn, một cái vườn cây, một cái vườn xoài đi, mà quý vị trồng trên một mảnh đất khô cằn mà không có tưới cây, không có bón phân, không có chăm, không có phun thuốc trừ sâu, thì cái hạt giống đó đó nó lớn lên, mà nếu như nó cho quả, quả nó rất là èo ụt. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta tạo các thiện nghiệp, do các thiện nghiệp mang tính chất đối nghịch với các ác nghiệp, cho nên nó làm cho điều kiện trổ ác quả trở nên khó khăn, khô cằn. Nó giống như là một khu vườn mà không được chăm lo vậy đó. Thì khi ác quả trổ, nó sẽ trổ, nó rất là nhỏ bé và nó không có kéo dài. Còn khi mà chúng ta không tạo các cái thiện nghiệp ấy, thì nó sẽ giống như cây, một khu ruộng, một khu vườn đất tươi tốt trồng cây, thì cái cây nó sẽ cho quả rất là sai. Do đâu? Do những điều kiện cho quả ác ấy, nó trổ, nó khiến cho các ác quả nó trổ nhiều. Hoặc nói một cách khác, nó như vậy. Giả sử như quý vị có một mảnh đất mà mình thấy là toàn cây mắc mèo, nó mọc lên không. Bây giờ mình phải làm sao? Mình có nên là chăm sóc cho mảnh đất đó hay không? Đương nhiên không. Mình có nên bơm thêm chất dinh dưỡng cho mảnh đất đó hay không? Đương nhiên không. Mà mình phải làm sao cho mảnh đất đó nó càng bớt chất dinh dưỡng càng tốt, càng khô cằn càng tốt, để cho cái cây mắc mèo đó nó không có chỗ cái quả nhiều. Tốt nhất là chặt luôn. Cũng vậy, các ác nghiệp, mình phải tạo những điều kiện khiến cho ác nghiệp nó khó chỗ quả, bằng cách là tạo nhiều thiện nghiệp để cho ác nghiệp nó khó chỗ. Mà nếu như nó có chỗ thì nó cũng chỗ một cách èo ọt, và nó chỗ hết rồi thì thôi. Còn một cách là để cho các cái ác nghiệp nó không chỗ quả luôn, là sau khi chúng ta chứng đắc đạo quả thì nó không còn cơ hội để trổ quả nữa. Ví dụ như
Trường hợp một vị trời sau khi xét thấy tuổi thọ của mình gần hết, và vị trời này xem là mình sẽ tái sanh về đâu, thì thấy rằng mình sẽ tái sanh xuống địa ngục. Vị trời này hoảng sợ đi đến gặp Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn thuyết pháp. Sau khi Đức Thế Tôn thuyết pháp rồi thì vị trời ấy chứng sơ quả. Và một khi đã chứng sơ quả thì vị ấy không bao giờ phải đi địa ngục nữa. Chính vì lẽ đó, cách tốt nhất để bứng cái gốc rễ của ác nghiệp là hãy chứng đắc đạo quả. Còn Thế Tôn á, do Ngài còn có tấm thân, tức là còn cái nhục thân, nó còn là điều kiện để trổ quả cho ác nghiệp, nhưng nó rất là ít. Cái ác nghiệp mà quý vị có thể tính được của Ngài á, nó rất là ít. Có nghĩa là nó đã bị gia giảm rất là nhiều rồi. Khi mà nó trổ á, nó cũng eo ọt. Nhưng khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn thì tất cả các nghiệp bất thiện quá khứ nó không còn cơ hội để trổ nữa. Cũng giống như Ngài Angulimala đó. Nếu như Ngài không chứng đắc đạo quả A-la-hán thì Ngài sẽ phải đi địa ngục. Nhưng do Ngài chứng đắc đạo quả A-la-hán cho nên cái nghiệp giết người của Ngài á, nó không có cơ hội nó trổ nữa. Cho nên nghiệp khi chưa chứng đắc đạo quả thì nó cũng sẽ trổ. Nhưng do các thiện nghiệp cho nên thời gian trổ này nó sẽ rút ngắn lại. Và cái cường độ, cái mức độ của ác nghiệp á, nó cũng sẽ giảm nhẹ lại. Chính vì như thế, hãy nỗ lực để chúng ta làm thiện.